Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể các anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay cửa hàng chúng em lại lên sóng và giới thiệu cho anh em một tất cả các sản phẩm mặt hàng bình điện này, cũng như là máy cưa, cũng như là máy cắt cỏ hôm nay của cửa hàng chúng em. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2024, cửa hàng chúng em lại lên video giới thiệu và bán thanh lý cho anh em tất cả các mặt hàng sau đây. Giá thành thì bao cho anh em luôn, đều là giá rẻ mạt luôn anh em nhá. Đấy, ngoài cửa hàng em đảm bảo luôn là không bao giờ có cái giá này đâu. Và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ M này, M1 này, M2 này, M3 nhá, M4, M5, M6, M7, M8. Đấy, tổng cộng gồm lô ngày hôm nay là có 8 cái mã như thế. Tại sao mà em lại ký hiệu là cái chữ M? Bởi vì thuận tiện cho anh em đặt hàng ấy. Ví dụ là anh em ưng cái bình điện này đi, nhưng mà anh em không biết là anh em muốn đặt hàng kiểu gì đúng không? Thì chỉ cần anh em bảo là anh muốn mua cái con M1 là được, và cho em xin thông tin địa chỉ thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Và đây là giá thành thì em đã đều công khai giá rồi. Tất cả các cái mặt hàng của bên em ấy thì em đều ghi cái tờ giấy ở đây này. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Và đây là đều công khai giá cho anh em để cho anh em tham khảo anh em nhé. Và đây giá thành ấy thì em sẽ đều bao ship cho anh em tới tận nhà, miễn phí vận chuyển cho anh em luôn, và tặng kèm rất là nhiều phụ kiện kèm theo nữa. Rồi đầu tiên là cửa hàng chúng em để cho anh em cái bình điện này này. Hàng này thì hàng Kubota nhé anh em nhé. Bình này là bình 20 lít đấy anh em. Đấy, mà cửa hàng chúng em để cho anh em là 590 thôi, 590.000 một cái. Và cái bình này nó làm rất là chắc chắn và chất lượng cho anh em luôn. Đó, nhựa này nó làm rất là dày dặn anh em nhé. Đấy, nhìn hộ em này. Đấy, cái phần ở cái phần công tác ở đây, nó làm thêm cái nắp ở đây nữa để nước nôi nó không thể nào nó bắn vào đây. Nó làm sau ngày lâu dài nó sẽ làm hư hỏng cái phần công tác, cũng như là volume tăng trình, cũng như là cái ổ sạc này anh em thấy không. Đấy, cái bình này thì phù hợp cho anh em về mà xịt thuốc sâu hay là xịt thuốc cỏ đồ linh tinh. Đó, giá thành thì rất là rẻ, nhưng mà ngoài cửa hàng thì người đang bán phải tầm khoảng 700-800 một cái, nhưng mà hôm nay cửa hàng chúng em bán 590 thôi, để cho anh em giá hữu nghị luôn anh em nhé, và hoàn toàn bao ship cho anh em nữa. Đấy, và đặc biệt cái bình này này, anh em nhìn hộ em này. Đó, đây, nó làm thiết kế cho anh em cái phần nắp ở đây để có thể lấy cái phần bình bé quy ra được. Đó, ví dụ là anh em đang xịt thuốc sâu đúng không, mà buổi tối anh em có mất điện gì đấy, muốn lấy cái bình ắc quy ra để làm công năng, làm cái việc khác, thì có thể lấy được cái phình bình ắc quy ra để thắp bóng đèn hay là làm cái gì được anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần rút cái này ra này, lấy được cái bình ắc quy ra, đấy không ạ? Rồi khi nào mà anh em sử dụng xịt thuốc sâu thì anh em chỉ cần đẩy cái bình ắc quy vào thôi là sẽ xịt được anh em nhé. Đẩy cái nắp vào cho em là được. Và lấy cái này tặng kèm rất là nhiều phụ kiện kèm theo, em để ở trong bình hết này anh em. Nhìn hộ em này, đó, cũng như là cần xịt này, cần này là cần cần rút được anh em nhé. Đấy, rất là cần rút được này. Bên trong thì nó đều có cục sạc này anh em, cục sạc này, cũng như là mép xịt này, rất là nhiều, em để hết đầy đủ ở bên trong rồi. Đấy, 590.000 một cái bình này, anh em là quan tâm thì bảo là anh muốn mua cái M1 là được cho em nhá. Rồi, và bây giờ thì em sẽ qua cái mã M2. Rồi, M1 thì em giới thiệu sơ qua thôi, để cho anh em nào mà cần thì có thể liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng. M2 là một chiếc máy cưa xích. Hàng này thì nói chung là hàng máy to để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung hoặc là về khai thác chuyên nghiệp. Bởi vì máy này nó là công suất là máy lớn nha anh em nhá. M2 cái này là 1.150.000, em bao ship cho anh em luôn. Đấy, lam đặc biệt sẽ dài 55 cm, và phần mặt cắt còn lại 50. Sử dụng lốc hợp kim nhôm cho anh em luôn này. Chụp giật là chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, ngoài cửa hàng đang bán con này giá khá là cao, nhưng mà hôm nay cửa hàng chúng em ấy do nhập được số lượng nhiều nên là công ty nó hỗ trợ giá cho anh em, thì em để cho anh em cái giá nó vừa phải, anh em dễ dàng tiếp cận, và lại còn để cho anh em giá rất là ok luôn anh em. Cái giá này em hoàn toàn bao ship cho anh em 1.150.000. Đó, và để cho anh em về sử dụng cắt hạ gốc cây, cũng là về sử dụng khai thác gia đình nhà mình nha anh em. Cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 30-40 cm đổ lại thì ok đấy. Nòng 45mm nha, công suất của con này lên đến là 54cc, rất là phù hợp. Máy thì nó nặng tầm 6kg, hàng ngày chuyên để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác hoặc là khai thác chuyên nghiệp anh em. Em nổ cho anh em nghe thử nhá. Cái dòng này thì nó để cho anh em về sử dụng chuyên để khai thác hàng cưa xích Kamatsu KM7300 M2 giá 1.150.000. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng nhá. Hàng M3 này, M3 là một chiếc máy cưa, thì con này thì nó là hàng mini hơn, nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng cắt cành tỉa nhánh. Ví dụ anh em cái cầm con kia thì nó hơi to một tí xíu, anh em không thể cắt được đúng không? Anh em lớn tuổi rồi, anh em cầm thì nó hơi nặng, thì có thể làm cái con mini này về mà xài. Con mini này thì nó là 1.250.000. Đó, dòng này thì cân nặng tầm khoảng 3kg thôi, cho anh em về cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cây, hoặc là anh em về cắt tỉa cây cảnh nha anh em. M3 giá 1.250.000 nha anh em nhé.
Đấy, lam con này sẽ dài 30 cm cho anh em. Và xích này sử dụng là xích 22 mắt xích. Xích này là dòng xích mini, xích này thì bán trên thị trường khá là nhiều rồi. Máy này là máy mới tinh 100% nha anh em, khỏi phải lo nha. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có hệ thống thắng hãm xích, khóa xích luôn. Đấy, cái này là cái thắng xích này, ví dụ anh em đẩy nó xuống này thì cái xích này thì nó sẽ cứng ngắc lại, nó không thể chạy được nữa. Đấy, thấy không? Và anh em chỉ cần bóp cái thắng xích này lên là cái xích này thì nó sẽ chạy được anh em nhá. Thấy không? Đấy, sử dụng hai ốc chân lam khá là chắc chắn cho anh em rồi. Dòng này là dòng Kamatsu. Đó, và có mã số ký hiệu đoàn hoàng luôn nha mày, khỏi cần phải chê rồi nhá. Máy mới tinh 100%, le gió là le gió tự động luôn. Thấy không ạ? Đấy, bóp vào là tự nảy về. Đấy. Dòng mini này thì anh em lớn tuổi rồi, thay vì bây giờ anh em có thể lấy chiếc máy cơ điện ấy thì nó nhanh hỏng lắm mà nó lại yếu xìu nữa, là một chiếc cái máy này thì để anh em về sử dụng thì quá là hợp lý luôn anh em. Về cắt tỉa cây cảnh này hoặc là anh em cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh thì rất là hợp lý nhá. Bên trên này là cái bình xăng này là sử dụng là bên đổ là đổ xăng pha nhớt này. Bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, ví dụ là anh em cái này này, anh em chỉ cần đổ nhớt vào thì nó sẽ tự động hút ra để cho nó bôi trơn cái bộ lam xích này anh em. Đấy, nó hút tự động ra anh em nhá. Đó, và anh em không cần phải bơm hay là làm gì giống như kiểu là những cái dòng mà máy cưa những cái dòng mà máy cưa điện ấy thì nó phải có cái bơm. Còn cái này nó sẽ tự động hút ra cho anh em luôn, khá là nhàn và tiện lợi. Và bên trên này thì đổ xăng pha nhớt. Hàng máy cưa mini này thì anh em thấy ok không anh em? Nếu mà anh em nào mà quan tâm một cần một chiếc máy nhỏ nhỏ để anh em về cắt cành tỉa nhánh ấy thì có thể tham khảo qua cái con M3 này. Rồi em nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn này. Đó, M3 1.250.000 nha anh em nhá. Rồi, qua cái M4. M4 thì nó là hàng máy cưa, thì con này thì nó là hàng máy hàng xịn hơn một tí xíu. Nòng này cũng như là máy thì nó là hàng nó giống như con M2 này đây, nhưng mà con này thì nó là hàng chất lượng hơn anh em nhá. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán là 1.500.000 một con này. 1.500.000 một con này, và lam cũng là dài 55 cm. Hàng này thì nó sử dụng ngon hơn để cho anh em về sử dụng với cái tần suất sử dụng nhiều. Anh em có sự lựa chọn. Đấy, nếu mà anh em về sử dụng nhiều thì có thể tham khảo qua cái con này. Đặc biệt nó sử dụng tích hợp là lỗ bô và lỗ bô 3 cửa xả này, thoát khí rất là tốt nên là nổ nghe tiếng máy nó rất là khỏe anh em. Lốc hợp kim nhôm luôn, khá là chắc chắn anh em về sử dụng với tần suất sử dụng cả ngày liên tục thì cái lốc hợp kim nhôm này nó có tác dụng cho anh em này là đỡ bị làm nóng máy, cũng như là về sử dụng nó được bền hơn anh em. Chụp giật là chụp giật trợ lực nha anh em nhá. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Đó, và sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Nóng 45 mm, công suất là 54 cc, phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 3 đến 40 cm đổ lại. Ok chưa ạ? Đấy. Cái này thì xích nó sử dụng là xích là 34 mắt xích. Và xích này đặc biệt nó là xích lớn nhá. Xích này bán trên thị trường khá là nhiều, chỗ nào cũng có bán nên là khỏi cần phải lo. 1.500.000 và em bao ship cho anh em con này luôn. Và dòng này đổ xăng pha nhớt thì đổ bên dưới này hộ em nhá. Anh em lưu ý hộ em này, đây nó có ký hiệu ở đây này. Anh em về anh em nhận máy thì anh em lưu ý hộ em. Cái chỗ này là đổ xăng pha nhớt này. Bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, anh em đổ nhớt vào đây nó cũng là có cái bơm nhớt tự động luôn anh em. Anh em chỉ cần đổ vào đây cái là nó tự động hút ra và nó làm bôi trơn cái bộ lam xích ở đây. Rất tiện lợi anh em nhá. Đấy, để giúp cho bền bỉ cái bộ lam xích này. Bộ lam xích này thì nó có nhớt nó hút ra thì nó sẽ làm cho anh em cái bộ xích này được bôi trơn. Khi anh em sử dụng thì nó sẽ không có cái tác dụng mà bị cháy lam, cũng như là sử dụng nhiều thì nó không hỏng xích được anh em. Rồi, em giật nổ con M4 cho anh em nghe qua này. Rồi, 1.500.000 cho con M4 này, anh em quan tâm thì gọi ngay cho bên em để đặt hàng nhá. Rồi, và bây giờ cửa hàng chúng em đang thanh lý cho anh em là 4 chiếc máy cắt cỏ. Bây giờ là qua 4 cái máy cắt cỏ này, anh em là có nhu cầu ấy thì có thể tham khảo qua cho em này. Và hôm nay 4 chiếc máy cắt cỏ này thì máy nhỏ có này, máy tầm trung có này, máy hàng to có, để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước có luôn anh em. Hiện tại bây giờ là nếu mà anh em là đang tới mùa cắt cỏ rồi ấy, anh em có thể tham khảo qua mấy cái dòng mẫu sản phẩm này, đảm bảo cho anh em giá khá là rẻ và là hợp lý cho anh em luôn. Đầu tiên là cái M5 là một chiếc máy cắt cỏ nòng 36 mm anh em nhé. Cửa hàng chúng em hôm nay để cho anh em là 1.400.000 một con này thôi, hoàn toàn bao ship cho anh em. Đã sử dụng tôm côn là tôm côn lớn này anh em, nhìn thấy phần tôm côn nó làm rất là chắc chắn và dày dặn luôn anh em. Đấy, phần tay ga của nó này anh em nhìn thấy không, dây ga cũng như là ok. Đó, phần cùm cần nó làm 4 con ốc rất là to bản luôn, và đặc biệt này nó có cái núm cao su ở đây anh em nhìn thấy không, nó làm rất là chi tiết để cho anh em đỡ bị gãy cái phần cần này đây.
ống cần thì con này là ống cần dày rồi nhá, nhưng mà nó vẫn phải có cái đúng cao su ở đây để tránh tình trạng là sau này sử dụng nhiều nó sẽ bị gãy bộ cần, gãy cái bộ cần. Con này là 1.400.000 em bao ship cho anh em luôn. Đây, Fukiwa FWK 330 đồng 36 ly. Đặc biệt là nó sử dụng chế xịn cho anh em rồi. Chế này là chế xịn luôn anh em nhá, nên là nó tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Một ngày là 2 lít xăng sử dụng thôi. Anh em sử dụng máy này thì về anh em đập phát cước hoặc là về sử dụng phát dao. Anh em lấy con M5 này sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước này, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy cái con M5 này đây, cũng như là lấy tất cả những con máy cắt cỏ sau đây thì đều được tặng kèm 5 món phụ kiện như thế. Là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề và hoàn toàn bao ship nha anh em nhé. Đấy, con M5 giá 1.400.000 một con. Rồi em giật nổ cho anh em nghe qua này để cho anh em tham khảo này. Đấy. Ok chưa? Đây, cho anh em nhìn phần chắn cỏ này, nó làm rất là dày dặn và chắc chắn cho anh em luôn. Và nó làm to bản để bảo vệ cho anh em nhé, khỏi đất đá nó văng vào người. Và cái phần đầu bò này, anh em nhìn làm phần đầu bò rất là dày dặn rồi, ok cho anh em. Đó, đấy không ạ? Rất là xịn rồi anh em nhé. Cửa hàng chúng em để cho anh em con này có 1.400.000 một con thôi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ ngay cho bên em. Rồi qua con M6 này. M6 là một con máy hàng Fukuma 541. Con này là nóng 40mm, hàng phân khúc to để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước rây nừng nhiều hoặc là phát thuê phát bướn. Con này là nóng 40mm nhá, lưu ý hộ em này. Đó, và nóng con này sử dụng cũng lên cho anh em là chế xịn rồi, một ngày ăn hết tầm khoảng 2 lít rưỡi xăng sử dụng trên về một ngày. Đấy, rất tiết kiệm, chụp giật là tích hợp chụp giật trợ lực này. Chân chống là chân chống sắt này, thấy không ạ? Đó, nó làm rất là ok. Tay ga là tay ga cải tiến của Nhật này. Tay ga cải tiến của Nhật rồi. Đây anh em nhìn này, phần có phần nó có tăng chỉnh ở đây này. Anh em bóp cả ngày không biết mỏi tay luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Cái đề cũ của nó sử dụng cái tay ga của nó, nó chỉ bóp được một ngón thôi. Bóp được một ngón thôi. Còn bây giờ cái tay ga cải tiến này thì nó bóp được cả bàn tay. Thì nó giúp cho anh em nó nhẹ nhàng hơn cho anh em về sử dụng nhá. Đó. Ống cần là ống cần dày rất là chắc chắn, ống cần dày 2 ly, ống cần 28 dày 2 ly. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ cho anh em luôn. Đây cho anh em nhìn phần tổng thể qua cái phần Fukuma 541. Hu này là hu ok đấy anh em, hàng rất là chất lượng, bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi mới trong vòng 1 tuần. Anh em thấy ok chưa? Đủ uy tín cho anh em chưa? Đây, quay tổng thể cái phần máy cho anh em xem nhá. Đấy. 1.950.000 em bao ship cho anh em. Cái dòng này anh em về sử dụng rất là hợp lý cho anh em, nếu mà cái tần suất anh em sử dụng nhiều, nếu mà anh em sử dụng nhiều thì lấy con này nó rất là hợp phù hợp để cho anh em về phát rẫy nương hoặc là về phát thuê phát mướn. Rồi, M6 em đổ cho anh em nghe qua này. Đó, nóng 40mm anh em nhá. Con M7, con này thì nó là hàng cũng là dòng cùng một mẹ đẻ ra với lại là cái con M6 này đây. Nhưng mà con này là nóng 40mm này, con này thì nóng 41mm. Anh em lưu ý của em này, con này là nóng 41mm nhá. Nếu mà anh em đã trải nghiệm cái con nóng 40mm rồi, thấy công suất vẫn không ok lắm thì có thể tham khảo qua hẳn cái con nóng 41mm này về mà xài. Con này là 2.1 triệu cho anh em. Nóng 41mm, máy móc thì nó y hệt cái con mà con này thôi, con M6 này. Nhưng mà đặc biệt cái là nó chỉ khác cái đường kính xe piston là nó to hơn một tí xíu, công suất nó khỏe hơn một tí xíu. Đấy, còn chế là nó y hệt như nhau luôn, sử dụng đều là chế xịn. Chế này tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Hai con này thì nó ăn xanh xanh, nó chỉ tầm khoảng 2 lít rưỡi xăng đến 3 lít xăng trên một ngày là cùng thôi anh em. Vẫn tích hợp chủ giật trợ lực nha. Dòng này là dòng Fukuma 543 này. Còn cái dòng này là Fukuma 541. Đấy, anh em nhìn hộ em nhá. Đấy, giá thành thì chênh nhau một tí thôi. Con này là 2.1 triệu em bao ship cho anh em, con này là 1.950.000 em bao ship cho anh em luôn. Tay ga thì nó hoàn toàn giống nhau, tay ga cũng là đều là tay ga cải tiến rồi anh em. Đấy, phần tum côn cũng làm y hệt như nhau luôn anh em. Con này chỉ là dòng G543 thôi, còn cái con này là thì nó là dòng G541. Đấy, cũng là chân chống sắt đầy đủ nha. Con này 2.1 triệu, nóng 41mm cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước rẫy nương nhiều. Đấy, dòng này thì nó sử dụng rất là hợp lý với túi tiền của anh em. Nếu mà anh em nào mà đang cần tìm một chiếc máy để về phát thuê phát mướn thì có thể tham khảo qua mấy cái mẫu này. Đấy, dòng này thì phát anh em nghĩ chỉ nếu mà anh em phát tầm khoảng tuần 10 ngày là có thể lấy lại được vốn của cái máy rồi. Và dòng này em bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi mới trong vòng 1 tuần, nên là anh em cứ yên tâm về mà sử dụng. Em đổ cho anh em nghe qua.
cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con siêu phẩm luôn anh em. Dòng này thì nó là hàng máy siêu to luôn, để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước phát thuế văn mướn TG53. Dòng này thì nòng của nó lên đến 44mm. Giá bán của con này cửa hàng chúng em đang để là 2,7 triệu một con nhá. Đấy, dòng này thì để cho anh em chủ yếu là những anh em nào biết về máy hoặc là biết về cái sản phẩm máy này rồi thì anh em có thể tham khảo. Cái dòng này thì dòng Kaiper TG53, nòng là 44mm nha, công suất khỏe luôn, công suất ngang một con máy cưa hàng to luôn anh em. Con này là công suất là 53cc, tay ga là tay ga cải tiến rồi anh em. Đấy, anh em nhớ chế là sử dụng chế hai họng nha. Một ngày con này ăn tầm khoảng 3 lít xăng trên một ngày. Chế là chế hai họng luôn anh em, chế là cũng là chế xịn luôn rồi anh em. Hàng Kaiper TG53 công suất là 2kW này. Còn nếu mà tính theo phần phân khối thì nó tầm khoảng là 53cc. Hàng TG53 công suất 53cc nhá. Nòng 44mm. Hàng siêu to, siêu lớn để cho anh em về đập phát cước hoặc là anh em về sới đất đối tinh á. Đấy, tay ga là tay ga cải tiến cho anh em luôn này. Tay ga cải tiến nhá. Đầu bò là đầu bò trồng cuốn dây đầy đủ. Và phần cùm cần này anh em thì nó làm được quá là chắc chắn luôn anh em. Chất lượng tuyệt đối luôn. 2,7 triệu em bao ship cho anh em về cái con này M8, em nổ cho anh em nghe qua nhá. Và tặng kèm cho anh em này một lưới cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. Nếu mà anh em lấy con M8 này và hoàn toàn bao ship cho anh em nữa. Đó, M8 2,7 triệu. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là 4 chiếc máy cắt cỏ và 3 chiếc máy cưa. Anh em là ưng cái mẫu nào thì liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng nhé anh em nhé. Và số điện thoại đặt hàng của bên em là 0354392929. Số đó thì em đã để ở dưới màn hình rồi, anh em cứ gọi trực tiếp cho cửa hàng chúng em và chốt đơn thôi anh em. Cho em xin thông tin địa chỉ thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Rồi xin chào toàn thể anh em, hẹn nhanh video tiếp theo nhé.